Tại buổi đối thoại, các bên đã trao đổi đối thoại về nhiều nhóm ý kiến. Quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhóm ý kiến về quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, nhóm ý kiến về chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lĩnh vực khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động, lĩnh vực quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động. Nghị quyết 68 của Chính phủ khi triển khai và quyết định 23 của Thủ tướng. Trong khi triển khai chính sách này trên địa bàn tỉnh thì cộng đồng các doanh nghiệp cũng có nhiều cái câu hỏi. Thì Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã kịp thời xin ý kiến trực tiếp của cục và các phòng chuyên môn của bộ để trả lời doanh nghiệp, như khi giảm thì có thể sử dụng cái nguồn quỹ đó để mua khẩu trang hay là dung dịch sát khuẩn để phục vụ trong cái công tác phòng chống dịch. Toàn bộ các kiến nghị và kết quả của cuộc đối thoại sẽ được báo cáo gửi tới Chính phủ và truyền tải tới các thành viên Hội đồng Quốc gia. Một số vấn đề quan trọng sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa ra biểu quyết trong Hội đồng Quốc gia trong phiên họp thường kỳ sắp tới.